Truyền tích thứ 74, chuỗi hạt mân côi với Đức Mẹ Guadalupe, Mexico. Ảnh Đức Mẹ Guadalupe hầu như được đặt khắp các nhà thờ ở Mỹ, ở Mỹ và hầu khắp các tư gia công giáo ở Hoa Kỳ và Mỹ Tây Cơ, là vì năm 1531, Đức Mẹ đã hiện ra với một người đàn ông đơn sơ chất phác tên là Juan Diego tại làng Guadalupe, cách thủ đô Mexico 3 dặm về phía Bắc. Truyền cho anh phải về trình Đức Giám Mục xây cất tại đây một thánh đường để kính mẹ. Đức Giám Mục không tin vì không có gì để chứng minh cụ thể là Đức Mẹ đã phán bảo như vậy. Doan trình lại với Đức Mẹ sự việc. Đức Mẹ bảo, mẹ sẽ ban cho con một dấu chỉ để Đức Giám Mục tin. Tức là Đức Mẹ sẽ cho Doan một số lớn hoa hồng đang trong mùa đông để đem về cho Đức Giám Mục. Chính tay Đức Mẹ đã bó những đó hoa hồng ấy rồi đưa cho Doan đeo vào áo tin ma để đem về cho Đức Giám Mục. Khi gặp Đức Giám Mục, Doan trình bày sự việc và cởi áo tiêu ma thì các hoa hồng đổ ra hàng đống trên sàn nhà. Ngay tức khắc, trong áo tiêu ma của Doan có hiện hình Đức Mẹ Chúa Kitô tuyệt đẹp. Tất cả đều quỳ xuống tôn kính ảnh mẹ. Đang lúc bối rối thì Doan cũng ngước mắt nhìn lên ảnh Đức Mẹ, thì giống hệt y như Đức Mẹ đã nói chuyện với anh trước khi anh đem hoa hồng về. Đức Giám Mục đứng lên và ôm choàng lấy Doan và xin lỗi anh về những sự nghi ngờ trước đây. Sau đó, tất cả mọi người đều tham dự cuộc rước ảnh Đức Mẹ về nhà thờ chánh tòa. Tất cả đoàn rước vừa đi vừa đọc kinh lần chuỗi mân côi. Đức Giám Mục và đoàn tùy tùng được hướng dẫn đến nơi để quan sát địa thế để xây cất một vương cung thánh đường kính Đức Mẹ tại đây. Sau 8 năm từ khi Đức Mẹ hiện ra, đã có 8 triệu người Mỹ Aztecs trở lại đạo Công giáo. Đức Mẹ Guadalupe đã ban xuống cho dân tộc này biết bao ơn lành. Juan Diego đã qua đời năm 1548 và đã được phong hiển thánh năm 2001 ngay tại thủ đô Mỹ Tây Cơ. Cho đến nay, theo nhiều sắc chỉ tòa thánh thì Đức Mẹ tước hiệu Guadalupe không những là bổn mạng của nước Mỹ Tây Cơ mà còn là bổn mạng của khắp vùng Bắc Mỹ. Người ta đã tổ chức rất nhiều cuộc rước long trọng đến các nước và các tiểu bang Hoa Kỳ để mọi người cung nghinh cầu khẩn cùng Đức Mẹ Guadalupe. Người dân Mỹ đặc biệt có lòng sùng kính Đức Mẹ Guadalupe, cho nên mỗi khi quỳ đọc kinh trước tượng ảnh Đức Mẹ thì họ đều quỳ gối, lần chuỗi mân côi và đi giật lùi. Người Mỹ có lòng sùng kính Đức Mẹ Guadalupe, cho nên họ thường xuyên lần hạt kính Đức Mẹ. Chúng ta thường thấy người Mỹ thường đeo chuỗi hạt ở cổ, treo trên xe và nhất là chỗ công viên, cửa hàng, chợ búa, họ đều có vẽ ảnh Đức Mẹ Guadalupe. Lời bàn, theo như giáo lý Công giáo thì Đức Mẹ nào cũng chỉ là một Đức Mẹ có các tước hiệu, tước phẩm khác nhau. Thí dụ, Đức Mẹ Fatima thì cũng là Đức Mẹ Lộ Đức, cũng là Đức Mẹ Guadalupe, chỉ khác nhau các tước hiệu, tước phẩm mà thôi. Đức Mẹ hiện ra ở Fatima thì gọi là Đức Mẹ Fatima, Đức Mẹ hiện ra ở Lộ Đức thì gọi là Đức Mẹ Lộ Đức. Cho nên, khi đọc các truyện tích về Đức Mẹ, ta chỉ nên nhớ các địa danh để biết Đức Mẹ hiện ra ở đâu, mà cầu nguyện cho đúng với yêu cầu ở nơi ấy. Khi cầu nguyện cùng với Đức Mẹ Lộ Đức, thì ta nhớ Đức Mẹ đã phán bảo, ta là nữ vương chẳng hề mắc tội tổ tông. Khi cầu nguyện với Đức Mẹ Fatima, thì nhớ Đức Mẹ đã truyền bảo, phải thi hành 3 mệnh lệnh Fatima, còn Đức Mẹ thì chỉ có 1 mà thôi. Amen.